Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 80 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 4112 về việc công bố hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại nghị quyết số 1112 ngày 24 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa 15. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tại nghị quyết số 1123 ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 15 làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.